bão số 3 áp sát đất liền, miền Bắc sắp mưa dông, gió rất mạnh. Dự báo khoảng trưa nay, bão số 3 sẽ đổ bộ phía bắc bán đảo Lô Châu của Trung Quốc, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông. Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta. Từ chiều nay, ngày 25 tháng 8, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng bắt đầu có gió rất mạnh, mưa lớn trên toàn miền Bắc và Thanh Hóa. Vào 4 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 8, tâm bão trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lô Châu, Trung Quốc, khoảng 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km/h, giật cấp 14, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170 km, tính từ tâm bão. Dự báo trong ngày hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền khu vực phía Bắc bán đảo Lô Châu, Trung Quốc. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, 75-102 km/h, giật cấp 12. Trong tối và đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau là một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ của nước ta. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội. Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, từ khoảng trưa nay, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8. Giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-3,5 m, biển động mạnh. Trên đất liền, từ chiều ngày 25 tháng 8 đến sáng ngày 26 tháng 8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6 đến cấp 7. Cũng từ chiều nay đến đêm mai, ngày 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Thanh Hóa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Thủ đô Hà Nội từ chiều nay đến ngày 26 tháng 8 có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 180 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm ngày 25 tháng 8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26 tháng 8, từ ngày 27 tháng 8 mưa dông giảm dần. Bão số 3 hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi đảo Luzon, Philippines, mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma-on, đi vào Biển Đông trong đêm ngày 23 tháng 8 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, vùng mây rộng. Dự báo sau bão Ma-on, từ nay đến tháng 2 năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đỉnh điểm của mưa bão tập trung trong tháng 10 và 11. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.